quýnh ra. Giờ anh làm gì? Giờ reset làm cái gì? Bắn Uzi giờ. Ô, tao bảo tao mới đi sửa máy xong. Rồi mình có làm nằm lửa là bắn trời mưa với nằm lửa. Nằm lửa với là nằm dẫn thanh là hai cái nằm này bắn nó không có ra đạn lửa, nó không có thấy. Hai top. Được cơ mà. Lên top. Cho mặn. Giờ là chỉ bỏ xe bò lăn lê bò chưa thôi. Ông phải chiến thực rõ ràng. Ok. 17 thằng. Từng cơn mưa hắn heo bên ngoài sông thưa lắm khi mưa làm hồng ai. Mày quẹo qua nhà mày xin khác để đu đâm lên đồ là mày chán sống rồi, trên đồi đang chạy xuống kìa. Mưa trên phố ngày xưa. Giảm đi gì? Giảm sức mạnh công kích của địch đi 20. Trời ơi, đừng mát W coi. Đừng mát W rồi sao thầy? Ăn cái này rồi xuống quất nó luôn không? Ôi giời ơi, muốn nghe trong vòng luôn. Tăng đi, tăng là chị Mai luôn đi. Ủa đi ra đi. Cái nhà mình xin đi trong vòng. Thôi chị Mai đi. Lần này lại không top đi bắn nhau đi. Rồi quất luôn. 12 thằng, 11 thằng. Bắn nhau. Từ từ từ. Đó. Ủa đéo cái bắn viên đạn nào bố mình cũng thắng bây giờ. Rồi lòn ra, để lòn sau lưng đó. Ủa cái gì mà level 1 chết rồi. Bắn cái ma không bắn, mình ngu này. Phải làm thua gì đây? Giết người chứ làm gì? Ô level 1 fit chết với TF vậy? Điên này. Quánh ca ma không bắn, nó đứng lỗi vị trí rồi không giết, ngu thiệt chứ. Và tao nói với mà không chút khách sạn mình đéo tin. Ê mày có mở lò không đó? Gì ăn đọc ngay cho đổ mấy thằng điên này. What the fuck? Tao bắn sao lên của tao. Đó mấy thằng điên nó ăn đồng kìa, lẽ mà một đi ganh luôn nè. Mở mày. Địch mở mày. Nhớ thằng nào lăn lê bò chiều ngon là thằng đấy thắng. Giờ cuối cùng là không có cần máu. Đang ăn của tao nhưng làm gì nhưng trời. Mấy cái bình nước này mình có. Làm gì? Mỗi tí nữa. Làm gì? Hai lần. Mỗi lần hai bình. Đậu xanh mày farm đi. Nó anh xì lô nữa, mày cứ farm đi, mày cứ farm đi. Farm đi làm cái gì đó mà. Mấy tấm hàng thôi, ăn mấy cơm ấy, mẹ nhà vệ sinh của tao. Có thằng lên sao rồi. Ôi má biết dở lại ăn mạng thằng cứ heo đó rồi. Ô cái gì vậy? Ô mẹ ơi má. Cái gì mà gần na mà fit cho trên đồ lần sau? Mấy này nó đi cái đường cái kèo gì mà nó khó chịu với ta. Anh đỡ cho. Súng boss là gan là anh xì lô cho giết. Ăn red đi. Rồi cứ súng boss mà kiếm mạng. Cô là đây ra ăn con củ của tao rồi đi. Quá, nó ăn hết sạch bùa tao rồi. Trời ơi. Sao mày chết với trình độ vậy? Thôi, top 8 được rồi. Phải lên, thì ra có thằng mát tiếng mưa không nghe tiếng chân của nó. Chơi chim đi, sập là chuyện bình thường. Như chị Hương bắn đường cũng chừng có gì đâu nè, cái W này hơi bị bá nha. Có thấy tôi cần bắn, cần đéo, bắn cứ tốt thôi. Tôi không thích chơi kiểu đấy, tôi thì phiền. Mày ở ngoài lúc nào cũng đợt hơn cái thằng ở trong thế. Đợt tao xuống này, đợt tao xuống này. Đừng mất máu. Ngoài nó có góc chặt, nó có thể bắn. Mấy thằng này nó cứ phàn vô rip mà nó không ngờ thèm. Nó biết, nó mất e rồi kìa. Rồi vô. Ui, đứng rồi. Quánh nó luôn. Quánh gì luôn. Quánh nó, quánh. Nhà mình sinh toàn giết người, có vẻ tôi bị giết rồi. Mày đâu rồi? Đâu
Sao không lên? Sao mày không chạy vô luôn mày làm cái gì vậy? Bắn chết mẹ nó. Ê! Mày làm cái gì mà sao không bắn luôn, không biết đón gì thì... Trời, cũng thằng thì nó ngu thiệt chứ. Mày nó đang farm nó có thấy mày đâu mà mày không kèn vô má bọc đầu nó rồi giết xong nó lên nó lại là giết nó luôn. Tao chạy đến tao hết tàng hình rồi. Thì hết tàng hình mày được tốc độ đánh rồi, mình ép góc nó rồi còn cái gì? Tao đi cùng mày ta luôn đấy. Mày đi cùng mày đâu, tự nhiên mày chạy ngược lại làm như bố không thấy vậy. Mày đi chung với tao mà trong khi tao tới rồi mà tao quay lại mà thấy mày còn chạy ra cái chỗ con Di nữa cho đánh cho con Di nó đập vô mồm. Ngu thiệt chứ. Ôi anh này ơi. Đấy. Má bởi vì mày không mày ngu như ngày nào chứ có khác mẹ gì. Tao phát. Mày là trời ơi thằng này. Mày farm thế thì để tao farm còn hơn. Không biết lát hết luôn. Rồi biết rồi. Con mợ mày. Địch con mợ mày. Địch con mợ mày. Địch con mợ mày. Địch con mợ mày. Mày giỡn. Giỡn mặt với chị. Giỡn mặt. Ôi. Oh my god. Tật con mợ mày. Giỡn mặt với anh hả? Trời ơi mày nói gì đi thầy. Mày nói gì đi. Anh lưng mát W. Anh giảm đam hơi bị kinh đó rồi. 50 đam. Trời ơi tin đam hơi giảm 50 đam. Đâu xanh mày không biết kìa, Trinh Nam ơi sập hơi bị ghê luôn. Thôi mày mai người thầy Trinh Nam ơi luôn mệt. Ai nói Trinh sập cũng được nè. Giảm 50 đam quốc W, quên W cái làm gì còn đam đéo đâu mà quên. Giỡn quay. Đi ganh luôn nè, đi ram luôn cho anh em coi. Dạ, trời ơi. Có thằng này nó có ping dòng nữa. Đánh giao lưu đâu, đánh răng. Mày, thằng AD nó ngu bình vững giống mày lắm á. Mày đừng có tin tưởng nó. Ôi nè nè nè. Thằng cứt heo này mày làm gì vậy? Nice. Mày như nào? Cô đi đánh chết cô đi, tao đừng sao đi đấy. Đánh chết mợ mày nè, đánh chết mợ mày nè, đánh chết mợ mày nè. Mày nghĩ gì? Mày nghĩ tao sập thiệt à? Mày nghĩ tao sập thiệt à? Ai da mất mẹ anh ti nữa tao rồi. Chị lâu nè, đó. Ơi, 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 nó quánh má. Hồi máu lại, ơi. Nó đền. Má cái thằng chó này nó lát lại nó giết kìa. Mày à, mày đùa chứ. Đó, nó lát lại nó mới cái lát mà mới giết được. Trời, tao tính cả rồi. Tại sao mày không chết đâu. Thì chứ mày cũng có giết được nó đâu, nhờ nó tóc biến ngược lại mới giết được nó chứ. Bắn nó còn 3 cái nữa thì chết. Bởi vậy tao nói với chị mày trong khách sạn là mày ngu mà bả không tin. Ôi đi anh ai sấy nè. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời ơi. Chuẩn bị W lên nè, W là E đâu. What the fuck. E đâu? Trời ơi. Đứng lại cho. Xì lô nè, giảm đam nè. Đó, đam nó còn có 51. Nó quýnh thằng kia đéo xong. Thấy anh mát W. Mày thấy anh mát W support ghê không? 7 ăn shit rồi chứ còn có mẹ gì, anh là anh ganh tim nữa. Mà giỡn đâu thầy, xì lô là con im một cái xì lô của con Trinamê là bá nhất liên minh rồi, xì lô 5 thằng. Là thử nguyên đám chạy rồi. Giả nó còn 51 đam. Mày không biết được đâu. Bởi vì mày không có tìm hiểu gì về liên minh hết, làm sao mày nói chuyện với tao được. Mày phải
mày mày phải biết chơi. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Nè, lên đây. Lên đây đó, nè, thằng bay nè, còn 69 đam nè. Anh lướt về nè, mày làm gì anh? Lên BS mà anh để cho con gái còn có 69 đam mà thấy không? Đó, bây giờ là nhiêu? 65 đam nè, một cái là 15. Nè. Mày bắn anh đi. Mày bắn anh đi. Đó, mày bắn anh ra thôi, mày bắn anh có thốn đéo đâu. Giỡn hoài. Tao mua mắt mày dám mua mắt. Cái gì mà mua mắt? Anh được cái tim mà anh đi mua mắt thì đồ mà ai gánh. Mày nói chuyện như là như đi đùa. Quánh nó coi. Ừ. Đứng cho trên. Nói gì đi. Anh trưởng đau á, anh trưởng đau á. Anh đâu không? Ăn giết nó rồi mà hang rồng. Rồi lỡ bắn ăn luôn đi. Mày có đội rừng thì vô tăng. Né ra cái thằng kia ngu kìa. Con rồng đánh tao kìa. Chết cùng mày đi. Trời ơi, giỡn hoài, tao e lát liền. Rồng kìa, rồng đám kìa. Thằng TF nó quánh tao mà. Mẹ rồng nó sợ chết luôn giờ. Ôi giời ơi, nó lát lên giết tao kìa. Ok. Trời ơi giỡn gì. Đó là chip một kêu nè. Ori. Quy rồi. Sắp có rồi, gắn lên. Rồi luôn. Ôi giời ơi. Trời ơi quýnh như là thi quýnh nha. Đồng đám sống ăn đi. Để... À, không. Nè mày coi thằng support đó. Tao đúp liêu một cái mày tao lít vô thằng support. Mày lít vô thằng support đó mày coi nha. Nè nè. Tao không có trừng phạt đâu. Bắn đi. Địt con mợ mày. Đó thấy chưa, lấy axit thằng đó liền. Nó hồi hơn 150 ngon lành. Cái thằng nào nè, coi thằng support nè. Còn 5 đam nè, xì lô nè, đó. Còn 5 đam. Mày thấy chưa thầy? Mày thấy chưa? Trời ơi anh chị nó anh hơi bị kinh. Mày lâu mà giỡn với anh hả? Trời ơi anh bét đam mê. Mày thấy tao đúp liền chụp còn 5 đam không? Nó đánh thường nó lắp hết con rip là nó chắc nó điên luôn á. Một hồi là anh nâng cái nữa là nó mới là 90 đam. Mắt tao gì đứng trong này nè. Đồ xanh nè. Bố dí mà chết cụ mày. Mày. Ôi trời ơi em giọt. À, anh ơi. Anh gì ơi. Đấy chú gì. Ôi trời ơi. Ôi má quýnh đéo tới hay rồi đây tao tăng cho đấy ăn luôn 428 mẹ đúng anh đúng chất support chưa. Giỡn đâu thì mẹ anh bích này là mắt nghiêm túc 80 đam trời ơi quách đầu phát. Giỡn 80 đam mày coi nè mày coi anh quất cái con kia còn xuống không đam luôn nè. Đâu con Kama đâu rồi, con Kama nhiều đam. Con Kama tao ra tao xì lô cái. Tao ra tao xì lô cái hết đau luôn nè. Đây coi. Gặp gì. Mấy thằng này nó đam nhiêu, này đam nhiêu. Ui 06.
Này mày coi cái ma tao trừ cái là nó âm giáp luôn nè. Ấy nó âm đam luôn nè. Ôi phun đồ 5 mạng kìa. Này nhiêu đam? Này 78 hả? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thằng này âm 2 đam nè. Đánh có mất máu đéo. Ây da. Mẹ mày. Mày đi cân năm tí. Tao coi. Ủa sao nó âm 2 đam mà tao quýnh tao vẫn mất máu. Tao lẽ nó phải quýnh tao lên máu mới đúng chứ. Đẹp. Nó đánh thứ 3 đéo được quýnh thường mất máu lên. Mất khúc khúc luôn. Tao lại mày chơi. SP đi cân 3 ông ơi. Nè. Đam vật lý 145 đánh thường rõ ràng. Đéo tin được. 145 độ nó đam đánh thường rõ ràng luôn á. Âm 2 đam mà xạo đáng lẽ nó quýnh tôi phải tôi lên phải hai máu mới đúng là bởi vậy. Đi. Nó giờ còn 2 đam nè. Trời ơi. Trời ơi đập mặt vô tường rồi. Lên đây mày lên đây. Rồi nha, mày chết con mẹ mày đi, chết. Chết cha mày đi, chết cha kiệt sức ha. Ui né. Ui né. Bye bye. Ô mày tóc biến chứ anh không biết tóc biến à. Giời ơi. Còn bất tử nữa đó. Này mày lại đây. Này mày lại đây, mày lại đây. Bye bye. Rồi mày lại đây, mày lại đây, mày lại đây, mày lại đây. Mày lại đây. Bye bye. Mày lại đây, mày lại đây, mày muốn dí nó không? Mày muốn dí nó không? Mày thích chơi, anh đứng đây anh chơi với mày. Mày rồi. Nè, anh qua anh xì lô mày. Anh xì lô motion. Trời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Ôi giời nó quản phát đau đấy. Mẹ mày nhìn nó lên đam mà chứ mày. Nó ngoạn phát tao phải chết luôn. Rồi ăn hai món rồi nè. Anh kinh vờ lờ. Người ta không sao mà. Anh kinh vờ lờ. Thấy không, còn hơn AD nữa kìa. Gươm vô danh đâu phải rẻ, rẻ bèo gì đâu. Rồi giờ chết thằng này luôn rồi. Cái ghép của nó hạ đam phép hay là đam tay, đam vật lý. Mày không chết thằng chức dịch này quýnh ghê hả mày. Đi bọt Ori. Cây thê. Mẹ xúc vật cây thê. Điệt mẹ mày. Giờ bọn chửi nó như thiệt kìa, chửi nó như thiệt kìa. Súc vật cây thê. Cây thê. Cầm mà. Giết chứ, tao giả bộ thôi. Giết. Xì lô nữa nè, đó mày thấy không? Mày thấy anh xì lô chí không? Nè, anh xì lô cái nữa nè. Giỡn đâu thi. Rồi, quất chết con mợ đó. Quất chết con mợ đó. Chết con mợ đó đi. Cái gì con. Đau thế mày. Mày nè, anh giảm đam đó, anh giảm đam anh. Đây. Tạm biệt em nhé, trời ơi. Mù mắt tôi rồi. Đọc xanh nghe thì là sai lầm. Bố gì vọt mày. Mày cái. Đéo có tư cách nói chuyện với tao. Hãy
lũ phá răng. Chửi nó. Tao đi mày làm đam tao bắn nhé, tao đi theo mày nhé. Tự móc đến ngửi. Ê tôi ngày mai nó đá ai chửi tôi, giờ tôi chửi, tôi bị chửi nhiều giờ tôi chửi lại. Mày có thấy, mày có thấy gì không? Đó, ba đam. Thì ơi, đó xì lâu đó kìa thầy. Anh xì lâu nhiều lắm. Mày, đó. Ôi, tôi xì lâu nó rồi. Trời ơi, W rồi, cái chết mẹ, W cái chết mẹ rồi. Tao biết nè. Sao đít kìa, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, anh chạy trước đây. Cái thằng anh sống sợ chết này. Đùa mày, đùa đi. Nó giết tao làm sao? Ôi giời ơi nè, em ở đây nè. Ôi cho tim tôi chết hết rồi. Mất Baron. Ê, để tao tìm, để nó không ăn Baron được đâu, để tao. Nó mà vô ăn Baron là đề con mà, anh bút tới nhà. Làm sao mà ăn được? Trong khi đó phải về thủ thôi. Ý trời ơi. Mày kiếm ai đó thằng chó. Ôi giời ơi, anh chi. Ôi giời ơi. Thầy vẫn ngu thiệt chứ. Baron. Ờ quên, à chửi mất công ạn bị ban nữa. Ê giả bộ giờ năn nỉ nữa coi. Uri chút kéo nhé. Giờ thấy đang nỉ Uri chút kéo rồi. Ngay cày thầy thê à. Mà do đâu? Sao mày? Ôi giời ơi, sấy rồi luôn. Ôi sao thằng này hồi nãy 06 giờ 68 rồi, xanh lại nữa. Baron thôi. Ôi, má vô tăng à, hai cha. Sắp lợi luôn rồi. Rồi, giờ cho con quỷ nó tăng đi. Chết tao luôn bây giờ, má cái thằng ngu này. Hèn gì mà nó đi thu trên đồ là phải rồi. Chơi không? Chơi nó luôn, sợ nữa hả? Vô anh tăng cho quýnh xích bà nó đi, quýnh xích con bà nó đi. Mày chạy à, mày chạy rồi không kịp anh ti luôn. Gì mà sao nhà nó không đép mà nó tự nhiên nó giơ lên quýnh tao mày à. Chơi chích cụ nó gì mà không được nữa, cái máu nó luôn nè. Ôi giời ơi. Nó phải giật. Nhà mình chỉ có cái tim của thầy thôi.
Ôi sao 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 boss nó level cao thế? Boss nó level cao thế. Chắc nãy giờ tôi chạy vòng vòng để farm lên level 13 là mới được. Ui anh đánh cũng thao, đau lắm, một chí mạng 5 xị đó nha thầy. Giỡn nào. Chín dầu à. Quan trọng là anh sụp. Nổ gì nổ liên quan tới đam không nội? Nổ chí mạng đi. À đây đi ăn dòng kìa. Chỉ máu thấp mày mới có đam thôi. Đen rồng mình cứ bố thôi. Mình bố thôi, gì đâu căng. Giảm đam mà tụi bay nè. Đó, này nhiêu đam. Này vô còn có 94 đam à. Cái quế tèo không. Đấy, hai. Mày, quýnh chết con bà nó đi. Quýnh chết bà nó đi. Mày có đam đâu mà quýnh với anh. Trời ơi, sụp rồi tăng cơ thứ thiệt đó. Giỡn đéo đâu thầy. Mấy thằng đam vật lý mà gặp trên đam mê thì thôi rồi. Mấy thằng mà đánh tay nè. Ủa tính ra nếu mà ủa tính ra vậy con này, con rắc sao đi lan lại con này mày. Trên đam mê nè. Hỏi châu ai hỏi mày, mày ngu mà biết gì. Giờ tính ra con sắt, con sắt quấn tay giờ đi ra sao lại chơi mê nếu mà kiểu quấn chay. Ê bây giờ ông có ông nào thử không, thử kèo không? Tôi tin là kèo con trim mà đi thắng lan con sắt đó. Có ông nào thử kèo thử thử kẹt không? Ở bữa có mấy ông. Châu. Châu. Chung thử cái gì mà thử, nó quay đít lại làm sao? Vậy quay đít gì mày giảm đam kìa, quay đít gì mày rỉ máu nó rắc nó có hồi phục đéo đâu. Mày rỉ máu mày quay nó cứ quay đít lại thì mày xì lông nó được thôi, làm gì không giảm đam. Giảm đam sao không? Không, quay mặt lại thì giảm đam, quay đít đi thì slow. Một trong hai thôi. Giảm đam hết. Mày cãi. Mày đi mid mày đi top mày thi. Một slow. Cái W là mày giảm đam chỉ quay mặt lại là thêm slow thôi. Mày nãy giờ mà bố mày đánh trên thì chửi thì như chó, cái đó là bạn mình. Bạn mình nói, mình nói chuyện, bạn lo làm gì, bạn mình mà bạn chứ không phải bạn của bạn đâu mà, đúng không? Đó, bọn tôi nói vui nha với nhau, bạn hiểu không? Cái bạn biết thế nào là nói chơi không? Là nói giỡn với nhau không? Bạn bè giỡn với nhau không? Không, tao giận thật, tao buồn thật. Mà giận thì kệ con mà thôi mày.